Trước khi quật mộ tổ tiên người khác lên, thầy phong thủy thường sẽ bốc một nắm đất nhỏ xung quanh cho lên miệng nếm thử. Nếu như mùi vị bình thường thì ông mới dám đồng ý giúp gia đình kia mở quan tài lên. Nhưng hôm nay lão Kim hình như đã gặp phải một thứ không thể đụng vào được. Ông thử mùi vị của đất xung quanh ngôi mộ, biểu cảm lập tức trở lên trầm trọng. Khi ông nhìn lên thì mới phát hiện tấm bia mộ kia còn không hề có tên. Khi ông lên trước kiểm tra lại cẩn thận thì nhìn thấy một hàng số chữ ở bên góc trái. Sau đó ông lại đứng ở đầu ngôi mộ nhìn ra xa thì càng cảm thấy bất an hơn. Vậy nên ông hỏi gia chủ là ai đã chọn cho ông nội anh ta nơi chôn cất như này, thì gia chủ nói ông nội anh ta là người có công lớn trong chiến tranh thế giới thứ hai. Có một người là pháp sư hồ ly đã chọn nơi phong thủy này cho ông nội anh ta, bởi vì nạn trộm mộ năm đó rất nhiều nên pháp sư mới cho ông nội chôn ở nơi này và không khắc tên ở trên tấm bia mộ. Mặc dù câu trả lời của gia chủ rất hợp tình hợp lý, nhưng ông Kim với cảm giác bất an vẫn rất do dự nên đã chọn từ bỏ cuộc làm ăn này. Điều này khiến cho đối tác của ông Kim rất tức giận, bởi vì gia chủ đã ra giá cao đủ để cho bọn họ làm xong thì nghỉ hưu được luôn, cho nên bọn họ phải nghĩ ra được cách. Ông Kim bình tĩnh lại cảm giác phức tạp kia đã rồi mới nói bản thân 30 năm nay chưa từng gặp phải một mảnh đất hung tàn. Âm khí trầm trọng như vậy, từ khi lên núi ông đã thấy không đúng lắm, cả ngọn núi này đã bị rào lại như một ngọn núi tư nhân xung quanh. Đỉnh núi còn có âm khí nặng nề hơn nhiều, cuối cùng thì ông còn thấy có hồ ly xuất hiện ở quanh mộ. Mà hồ ly thường coi khu mộ là địa bàn của nó, vậy nên người Hàn cho rằng nơi nào có hồ ly thì sẽ không phải nơi thích hợp để chôn cất. Còn thêm cả việc nãy ông Kim đã nhìn ra nơi này là một mảnh đất hung thế nên ông mới cho rằng nơi này là một nơi để nuôi dưỡng oan hồn, không phải là một nơi thích hợp để mai táng. Nếu như cứ cố tình quật mộ lên thì mọi người có thể sẽ vì chuyện này mà mất mạng. Mặc dù chuyện này vô cùng nguy hiểm nhưng đối tác của ông Kim vẫn không muốn từ bỏ cơ hội phát tài này, vậy nên mọi người lại đến chỗ của gia chủ để bàn bạc, đồng thời cũng biết được nỗi khổ của gia chủ. Sau khi ông nội anh ta ra đi, trong nhà bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ. Cha của gia chủ bị liệt không làm được gì nên phải ngồi xe lăn, còn anh trai anh thì cũng không biết tại sao mà bị bệnh tâm thần nên đã tự sát. Trước đây gia chủ cũng từng mời thầy xem phong thủy nhưng không ai dám động vào mộ của ông nội. Sau đó cả nhà họ mới di cư đến Mỹ vì cho rằng nếu cách xa ông nội một chút thì có thể sẽ bình an vô sự. Nhưng bọn họ vẫn không thoát được, vợ của anh ta đã bị sảy thai mà không rõ nguyên do. Bây giờ khó lắm mới có một đứa con, nhưng từ khi sinh ra, đứa nhỏ vẫn luôn không ngừng gào khóc, đến cả bệnh viện tốt nhất nước Mỹ cũng không tìm được nguyên nhân. Nếu như cứ như vậy thì chính gia chủ cũng sẽ khó mà bảo vệ được bản thân. Vậy nên gia chủ mới liên lạc với Hoa Diêm, một pháp sư có khả năng nói chuyện với linh hồn. Nhìn con ngươi của đứa bé, cô có thể nhìn ra được tổ tiên nhà họ có vấn đề. Cô đoán linh hồn của ông nội gia chủ đang rất đau khổ, vậy nên mới gây rắc rối cho đời sau. Nhưng bởi vì cô không hiểu phong thủ và quật mộ nên mới tìm đến ông Kim và Yong Geun để hợp tác. Nếu như gia chủ đã kể hết toàn bộ câu chuyện này thì ông Kim cũng không trốn tránh nữa. Ông bảo thứ được khắc trên tấm bia chính là tọa độ, mà tọa độ đó chính là vị trí của ngôi mộ. Người tự xưng là pháp sư hồ ly kia lại chọn một nơi như thế này thì chắc chắn hắn có bí mật không muốn nói cho ai biết. Sau khi nghe được câu chuyện của gia chủ thì ông lại càng không dám động vào. Khi mọi người vẫn đang im lặng thì Hoa Diêm đề xuất một cách có thể coi là tốt nhất lúc bấy giờ, đó chính làm lễ quật mộ và lễ gọi hồn cùng một lúc. Khi ông Kim đã chọn xong hết những món đồ tế thần thì lại dựa theo yêu cầu của Hoa Diêm để mời đến 5 người đào mộ tuổi hợi, bong diêu chép máu ngựa lên chắn họ, sau đó lại cắt một nhúm tóc của họ cho vào miệng con lợn. Làm như vậy thì sự chú ý của linh hồn trong mộ sẽ chuyển từ người đào mộ lên những con lợn ấy. Sau đó Hoa Diêm dùng phương thức nhảy tế thần để xua đuổi tà ma. Sau khi chuẩn bị xong hết tất cả, người hộ tang sẽ đứng trước mộ đọc diễn văn tưởng niệm. Bong Jiu sẽ ngồi ở bên cạnh vừa niệm chú văn vừa đánh trống. Hoa Diêm cứa một dao ở trên đùi, sau đó đưa cả hai tay vào trong thùng lửa, bôi cho ở trong đó lên trên mặt rồi dùng dao đâm vào cổ mình vài nhát nhưng lại không hề bị thương, chứng tỏ cô đã có được sự bảo hộ của thần linh. Cùng lúc ấy gia chủ sẽ đập sẻng lên mộ vài cái và công cuộc quật mộ chính thức bắt đầu. Khi các thợ quật mộ đang đào thì Hoa Diêm không ngừng đâm chém 5 con lợn, mục đích chính là để giúp người đào mộ không bị ma quỷ chú ý. Ông Kim do lo lắng nên vẫn cứ luôn nhìn vào ngôi mộ, chỉ sợ xảy ra chuyện gì không thể khống chế được. Cũng may sau nửa tiếng, người đào mộ cuối cùng cũng đã đào đến chỗ chiếc quan tài gỗ kia. Khi ông Kim và Yong Geun đi xuống dưới thì lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Hai người phủi đi lớp đất trên quan tài đi thì phát hiện ở trên quan tài có trùng một lớp vải đỏ. Mặc dù người khác không nhìn ra có gì sai nhưng ông Kim với kinh nghiệm phong phú vừa nhìn một cái đã nhận ra đây là cách an táng của người Nhật Bản. Trên tấm vải đỏ kia viết chức vị và thân phận của ông nội. Đến lúc này ông Kim mới hiểu lý do vì sao gia chủ lại chi nhiều tiền đến vậy. Hóa ra ông nội của anh ta vốn không phải là công thần của Hàn Quốc mà là một tên phản quốc chạy đi theo lũ phát xít Nhật. Đây mới là lý do tại sao trên bia mộ không có tên tuổi. Khi kéo tấm vải đỏ ra, họ phát hiện quan tài này được làm từ gỗ cây bách tùng, là một loại gỗ làm quan tài này vào năm đấy. Chỉ có vương gia quý tộc mới được sử dụng. Cả quá trình không có chuyện gì bất thường xảy ra làm ông Kim cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thấy đã khiêng được quan tài ra ngoài. Ông Kim ném một đồng tiền xu xuống hố mộ, bởi vì bên trên đồng xu có khắc hình của đại tướng quân nên có thể dùng nó để trấn áp những linh hồn còn chưa rời đi. Người hộ tang dặn dò mọi người hôm nay không được ăn thịt rồi sau đó đưa quan tài lên xe. Bọn họ vừa mới rời đi thì những người đào mộ lại tiếp tục đào xung quanh, hy vọng sẽ có thể tìm được chút đồ bồi táng. Nhưng anh ta còn chưa đào được mấy thì dưới chân bỗng xuất hiện một con rắn đỏ đen bò ra, mà đầu của nó lại có hình hài một người phụ nữ tóc dài. Vì sợ hãi quá nên anh ta đã đâm sảnh xuống, cắt nó lật lìa làm hai. Tiếng hét thảm thiết của con rắn vang vọng khắp ngọn núi. Mặc dù chỉ có Hoa Diêm nghe thấy tiếng hét kỳ lạ kia nhưng cô lại không biết đang xảy ra chuyện gì. Khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bầu trời vốn đang trong xanh bỗng dưng mây đen kéo đến, gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Khi xe vừa mới rời khỏi núi thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Theo quan niệm của Hàn Quốc, hỏa táng khi trời mưa là điểm xấu, sẽ khiến cho linh hồn đã chết không thể đầu thai vào nhà tốt. Vậy nên ông Kim đã đề xuất để quan tài vào trong phòng xác của một bệnh viện rồi đợi hôm nào trời đẹp sẽ hỏa táng sau. Mặc dù gia chủ rất muốn hỏa táng ngay nhưng anh ta không muốn hại ông nội mình nên vẫn đồng ý với đề nghị của ông Kim. Sau đó người hộ tang nhờ vào quan hệ mà tìm được một bệnh viện tư nhân gần đó. Anh ta đưa cho người phụ trách một ít tiền rồi đưa tạm quan tài vào trong phòng xác, nhưng khi người phụ trách biết quan tài còn chưa được mở ra thì bắt đầu động lòng tham. Ông ta nhân lúc mọi người đang đi ăn cơm đã thử cạy nắp quan tài ra. Một quan tài sang trọng như này chắc hẳn bên trong sẽ có rất nhiều thứ đáng tiền. Thế nhưng khi anh ta vừa mới cạy được một góc thì không ngờ Hoa Sim và Bong Jiu lại chạy đến. Hai người thấy cảnh này thì lập tức ngăn lại nhưng đã muộn. Linh hồn của ông nội đã phi từ trong quan tài ra ngoài, cơn oán hận kinh hồn đã khiến Hoa Sim đang đứng ở cửa ngất lịm đi. Chẳng bao lâu sau, người cha đang sống ở nước Mỹ của gia chủ đã nghe thấy tiếng gọi của cha mình, "Dông Chun à."
con trai của ta, mở cửa ra cho ta, cha vào đi. Sau khi ông mở cửa ra thì một luồng khí lạnh ập vào phòng. Ông nghe thấy tiếng ăn uống ở trên bàn ăn, sau đó cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền đến sau lưng mình. Bọn mày hưởng thụ số tài sản mà tao để lại, thế mà lại dám để tao phải chịu đói chịu lạnh. Nói xong ông nội đã giữ con trai từ đằng sau đó luồn tay vào ngực ông ta, nghiền nát trái tim của ông ta ra. Lúc này vợ ông ta đang ở trong phòng nhảy theo điệu nhảy trên TV, ông nội cũng vào cùng nhảy với con dâu một điệu, sau đó ấn con dâu xuống đất, bóc cổ bà ta đến khi bà ta đang xuất. Cũng vào lúc này, Hoa Sim sau khi ngất đi cũng đã tỉnh lại. Ngoài việc cô vẫn bị chảy máu mũi thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hoa Sim biết cái tên ông nội kia sẽ đi gây rắc rối cho con cháu nên vội bảo ông Kim mau đi bảo vệ gia chủ đang ở Hàn Quốc, còn cô sẽ cùng Bong Jiu đến căn phòng chứa cỗ quan tài. Cô bảo Bong Jiu hãy cầm cành thông lên để làm mồi nhử dụ linh hồn. Một khi ông già kia nhập vào thì Yong Geun sẽ phải kéo lấy dây thừng giữ hắn lại. Sau khi chuẩn bị xong, Hoa Sim vừa đánh trống, vừa hát một bài hát gọi hồn của pháp sư. Chẳng mấy chốc, cây thông trong tay Bong Jiu đã rơi xuống đất. Điều này có nghĩa là linh hồn của ông già kia đã nhập vào người anh. Bong Jiu đừng thả gã đi. Ôi chao, sao lại phẫn nộ thế nhỉ? Có gì thì nói ra nghe coi. Hôm nay, tại đây, cứ nói hết ra đi, đừng có đi chỗ khác nữa. Ta phải đi gặp con cháu của ta, đi cùng đi. Chuyện này thì không được. Cùng với lúc Bong Jiu nôn ra thì kế hoạch gọi hồn của Hoa Sim cũng đã thất bại. Bên phía ông Kim thì sau khi mở được cửa phòng khách sạn của gia chủ kia thì phát hiện gia chủ đang rất kỳ lạ. Anh ta uống tới 10 bình nước. Bây giờ, quan tài của ông nội cậu, con cáo cắn đứt eo con hổ, gì cơ? Con cáo cắn đứt eo con hổ. Nghe gia chủ không ngừng dùng tiếng Nhật để nói câu con cáo cắn đứt eo con hổ, ông Kim nhận ra cái tên ông nội kia đã tìm đến đây rồi. Lúc ông Kim vẫn còn đang cố phân tích xem câu kia có nghĩa là gì thì cổ của gia chủ đã xoay 180 độ. Ta nói con cáo cắn đứt eo con hổ. Sau đó một tiếng rắc vang lên, gia chủ còn trẻ như vậy đã đăng xuất. Nhìn thấy mọi chuyện đã dần mất khống chế, ông Kim nào còn quan tâm trời có mưa hay không nữa, lập tức cho người kéo quan tài đi quả táng. Sau đó ông dặn quản gia liên lạc với bố mẹ của gia chủ ở Mỹ để yêu cầu gia đình bên kia đồng ý cho phép hỏa táng. Nhưng cha mẹ của gia chủ ở bên kia cũng đã bị ông nội kia giết chết rồi nên quản gia không thể liên lạc được. Nhưng cũng may cô của gia chủ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Sau khi biết được bố mình đã mất mạng trong tay quỷ, cô lập tức đồng ý hỏa táng. Cũng vào lúc này, lão già kia cũng đã đến phòng bệnh. Ông ta đến để hại đứa nhỏ đời sau duy nhất còn sống sót. Ông ta đặt tay lên ngực đứa nhỏ, máy đo dấu hiệu sinh tồn lập tức có sự thay đổi, nhưng bởi vì quan tài bên Hàn Quốc đã bắt đầu bị hỏa táng nên ông già hung ác kia chẳng mấy chốc đã hồn bay phách tán. Sau đó con trai của gia chủ không còn quấy khóc nữa, cậu bé đã bình thường trở lại. Ông Kim vốn còn tưởng mọi chuyện đến đây là hết, nhưng không ngờ vẫn còn chuyện đáng sợ hơn đang chờ ông đối mặt. Tên đào mộ sau khi giết chết con rắn hoa đỏ, về đến nhà thì đổ bệnh. Gã đến bệnh viện kiểm tra thì mọi chỉ số bình thường nhưng khóe mắt không hiểu sao cứ chảy máu. Ông Kim kinh nghiệm phong phú biết tin thì lập tức đi tìm hiểu, biết được con rắn kia là nữ thủy xà ở Nhật Bản, chỉ cần ai gặp được nó thì sẽ bị bệnh nặng. Ông quyết định đi tìm con rắn kia, sau đó để Hoa Sim siêu độ cho nó, chỉ có như thế mới có thể cứu được mạng của tên đào mộ. Nhưng khi ông đào tiếp, đột nhiên cảm nhận được sảnh sắt đã chạm phải thứ gì đó. Ông đào hết lên mới phát hiện ở dưới vẫn còn một cỗ quan tài nữa, cách chôn cùng thì ông Kim đã gặp mấy lần rồi, nhưng quan tài bên dưới lại được chôn thẳng đứng. Đây là lần đầu tiên ông Kim chứng kiến, vậy nên ông lập tức gọi đồng đội đến chi viện. Khi mọi người đào được một nửa thì phát hiện bên ngoài nó có rất nhiều thép gai, không biết là sợ người ngoài mở quan tài ra hay là sợ thứ ở bên trong thoát ra ngoài. Đáng sợ hơn là khi mọi người đào được quan tài ra ngoài thì phát hiện quan tài này dài gần 3 mét. Mặc dù cỗ quan tài này vô cùng kỳ lạ nhưng hiện giờ họ không thể quan tâm được thêm gì khác. Vì trời đã sắp tối, họ chỉ có thể đề nghị mọi người khiêng quan tài xuống núi. Sau đó họ tìm được một ngôi chùa nhỏ ở gần đó. Sư phụ nhận được tiền hương hỏa của ông Kim thì bảo mọi người để quan tài vào trong kho, vì để phòng ngừa chuyện bất ngờ sẽ xảy ra. Hoa Sim đã rắc đầy gạo xung quanh quan tài rồi còn đổ máu ngựa lên đó. Khi cô của gia chủ đến đây, bà cũng không biết tại sao dưới mộ của cha mình lại có thêm một cỗ quan tài. Cuối cùng dưới những câu hỏi của ông Kim, bà ấy lấy ra một tấm ảnh chụp chung của cha và người Nhật ra. Bà nói người đã chọn vị trí mộ cho bố bà được người ta gọi là Hồ Ly, là một thầy phong thủy rất nổi tiếng của Nhật Bản. Nghe đến đây, ông Kim lập tức nhớ đến câu mà gia chủ đã nói trước khi chết con cáo cắn đứt eo con hổ. Bây giờ sau khi biết được Hồ Ly là thầy phong thủy, thì cái eo kia có nghĩa là gì đây? Nhưng bà cô chỉ nói mình biết có vậy thôi. Trước khi đi bà xin ông Kim hãy xử lý cỗ quan tài này đi, bà sẽ thay cháu mình trả tiền cho bọn họ. Lát sau họ bắt đầu siêu độ cho con rắn hoa, đợi trời sáng thì họ sẽ đưa quan tài đi hỏa táng. Khi ăn cơm, từ lời sư phụ nói, ông Kim biết được là rất lâu trước đây, tại nơi này có một nhóm trộm mộ, mục đích của họ là trộm những ngôi mộ vô danh trên đỉnh núi kia. Mặc dù ngôi mộ này vô cùng kỳ dị, nhưng ông Kim cũng không nghĩ nhiều như vậy, đợi đến ngày mai xử lý được quan tài xong họ sẽ rời đi ngay. Nhưng khi mọi người đã ngủ say, Bong Jiu mơ thấy sư phụ đang đứng trên người mình. Ông còn không ngừng nói là nội tạng của mình bị quái vật móc mất rồi, ý thức được rằng bản thân đang bị quỷ đè. Bong Jiu đã vẽ kinh để phá giải, anh không yên tâm nên đi tìm sư phụ, nhưng lại phát hiện sư phụ không có ở trong phòng. Nhận ra có chuyện chẳng lành, anh đã đến gọi Hoa Sim đang ngủ trong xe tỉnh lại. Anh bảo anh muốn đi kiểm tra quan tài, nhưng khi Hoa Sim vừa định ngồi dậy thì linh hồn bà nội lại kéo tay cô lại, bảo cô rằng có nguy hiểm, bà của cô cũng là một pháp sư, sau khi chết bà vẫn luôn ở bên cạnh Hoa Sim. Nhưng Hoa Sim không muốn bỏ mặt Bong Jiu tự đối mặt với nguy hiểm như vậy. Khi hai người đến nhà kho, họ phát hiện quan tài đã bị ai đó mở ra, bởi vì xung quanh có gạo và máu ngựa nên chắc chắn thứ bên trong đã phi qua trần nhà để chạy thoát ra ngoài. Còn nằm kế bên cạnh đó là thi thể của sư phụ. Hoa Sim thấy vậy thì lập tức bảo Bong Jiu đi gọi nhóm ông Kim dậy, còn cô sẽ ở lại kiểm tra xem đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên cô tìm thấy một chiếc mũ giáp ở trong quan tài, sau đó lại thấy một bóng đen ở bên ngoài cửa. Cô đang muốn cẩn thận ra ngoài xem thưa thì lập tức nhìn thấy một bóng người cao hơn 2 mét đang đứng ở ngoài. Cánh cửa mở ra rồi, là con người sao? Ta đến đây để ấy mũ giáp của mình, là nhân loại sao? Không, không phải, thần không phải con người, thần là thuộc hạ của ngài, thật sao? Thế thì ngươi đã chuẩn bị cá hương và dưa gang chưa? Ngươi không nghe thấy lời của lãnh chúa nhà ngươi sao? Ta đã lấy đầu tướng địch rồi đó. Không, không ạ, thần đã chuẩn bị cá hương cho ngài rồi.
Mặc dù Hoa Sim đã dùng tiếng Nhật để nói chuyện với Ác Linh nhưng vẫn bị đối phương nhận ra. Khi Hoa Sim ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ác Linh đã đứng ở trên nóc nhà. Ngươi là nhân loại, nhận ra Ác Linh muốn tấn công mình. Hoa Sim sợ hãi đẩy cửa chạy ra ngoài. Bong Joon nghe thấy tiếng động cũng cần theo gậy sắt xông đến đâm Ác Linh. Nhưng bởi vì đối phương có áo giáp bảo vệ, cùng với việc dáng người hắn cao lớn nên Bong Joon lúc này trông rất nhỏ bé. Chạy đi, Hoa Sim còn chưa kịp phản ứng thì Bong Joon đã bị Ác Linh khống chế. Sau đó hắn thọc tay đâm vào bụng của Bong Joon. Bong Joon à. Khi Ác Linh muốn ra tay với Hoa Sim, những tháp Phật xung quanh đã thu hút sự chú ý của hắn. Là tháp chùa, Ác Linh nhìn về phía bầu trời sau đó chắp hai tay lại, miệng hắn bắt đầu niệm kinh văn. Chẳng mấy chốc, người hắn dần bốc lửa. Khi ông Kim và Yong Geun kịp đuổi đến thì đã bị cảnh trước mặt dọa sợ xịt keo. Sau đó Ác Linh hóa thành một quả cầu lửa bắt đầu bay vòng tròn trên trời, dường như đang tìm lại nhà của chính mình. Rồi sau khi bay được mấy vòng, quả cầu lửa đã bay đi theo hướng mục tiêu của nó. Nhìn thấy Gong Biu đang đứng trên bờ vực tử vong, mọi người lập tức đưa anh đến bệnh viện. Mặc dù sau khi cấp cứu, bác sĩ đã giữ lại được một mạng cho Bong Joon nhưng bởi vì anh đã bị tổn thương nội tạng và cột sống, vậy nên phải nhập viện để quan sát thêm thì mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Mà sau khi nghe thấy hai chữ cột sống, ông Kim đã nhớ đến bức tranh trên tường. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tuyến 38 chia cắt Hàn Quốc và Triều Tiên được gọi là cột sống. Nhớ đến đây, ông Kim bỗng nhận ra điều gì đó, sau đó ông lập tức lái xe đến ngôi chùa kia. Sau khi tìm kiếm, ông tìm được trang bị mà nhóm trộm mộ kia để lại. Từ ngăn kéo ông tìm được một cuốn nhật ký phong thủy. Khi đang kiểm tra, ông nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của nhóm trộm mộ, đằng sau bức ảnh ghi rõ nhóm bọn họ được gọi là nhóm máu sắt. Thông qua nội dung trong cuốn nhật ký, ông Kim biết được nhóm người này vốn không phải nhóm trộm mộ mà là một nhóm thầy phong thủy yêu nước. Ông đã hiểu rõ được ý nghĩa thực sự của câu con cáo cắn đứt eo con hổ. Vậy nên ông lại đến ngôi mộ vô danh kia, muốn đào được cọc cắt hoặc kiếm sắt gì đó ở trong đó. Nhưng không ngờ sau khi đào, ông Kim lại thấy Ác Linh kia đã quay lại đây. Điều này khiến ông cảm thấy sợ hãi nhưng cũng may giờ là ban ngày nên Ác Linh không thể làm gì được ông. Sau khi về nhà, ông Kim đã gọi mọi người lại. Ông nói rằng khi bán đảo Triều Tiên còn chưa bị chia cắt thì mảnh đất này có hình như một con hổ, mà vị trí được khắc ở trên tấm bia mộ kia lại là chính eo của con hổ. Thầy phong thủy hồ ly của Nhật Bản đã cắm một cọc sắt ở ngay giữa eo con hổ, mục đích là để diệt vận mệnh của cả Triều Tiên. Ông Kim bảo rằng đây chính là ý nghĩa của câu con cáo cắn đứt eo con hổ, mà nhóm máu sắt lúc đó đã nhìn ra âm mưu của hồ ly, vậy nên họ đã sống ở ngôi chùa gần đó để tìm cơ hội nhổ cọc sắt ra. Mà sứ mệnh của Ác Linh kia chính là để bảo vệ cọc sắt. Ông Kim cho rằng nếu như không thể rút được cọc sắt ra thì Triều Tiên và Hàn Quốc bị chia cắt sẽ sớm diệt vong. Vì thế hệ sau này của mọi người, ông Kim nói rằng nhất định phải nhổ được cọc sắt kia ra ngoài, đến lúc đó Ác Linh bảo vệ cọc sắt cũng sẽ tự nhiên mà bị tiêu diệt. Nhìn thấy thái độ của ông Kim kiên định như vậy, Hoa Sim và Yong Geun sau khi đấu tranh nội tâm cuối cùng cũng đồng ý đi cùng ông Kim. Hoa Sim nói rằng mặc dù không thể đánh bại được Ác Linh nhưng cô có cách có thể giữ chân nó một tiếng đồng hồ, vì để an toàn. Hoa Sim còn viết đầy kinh văn lên người mọi người, nó có tác dụng ngăn Ác Linh tấn công. Khi mọi người lên núi thì trời đã chập tối. Bọn họ ném cá hương mà Ác Linh thích ăn vào trong hố, sau đó làm như vật dẫn mà ném nó đến một gốc cây cổ thụ. Đợi đến 2 giờ sáng, một bàn tay lớn quả nhiên vươn lên từ dưới đất lên, nó nhặt con cá hương kia. Sau chui ra khỏi đất rồi cứ nhặt những con cá trên đường cho vào miệng nhai nhồm nhòm. Hoa Sim thấy vậy thì lập tức đốt những cỏ hương đã chuẩn bị sẵn, sau đó nhét nó vào trong gốc cây, cùng với đó một cột khói trắng tỏa ra khắp nơi. Chẳng bao lâu đã bao trùm lấy xung quanh gốc cây. Khi Ác Linh đi đến trước cây cổ thụ thì nhìn thấy mũ giáp bị lạc ở chùa của mình. Sau đó hắn nghe thấy tiếng Hoa Sim giả vờ làm thần cây nói chuyện với hắn. Núi của ta náo nhiệt quá nhỉ, ngọn núi này là núi của ngươi ư? Không sai, đây là núi của ta, nhưng vì sao ta không nghe thấy tiếng súng đạn và dao kiếm? Không phải như vậy, chiến tranh đã kết thúc rồi. Không, trận chiến của bọn ta vẫn chưa kết thúc. Cũng vào lúc đó, ông Kim và Yong Geun đã nhảy vào hố, bọn họ lập tức liều mạng đào. Bên phía Hoa Sim, sau khi nói chuyện đã biết được Ác Linh chính là tướng quân chỉ huy hơn vạn tướng ở thế chiến thứ hai. Sau này khi hồ ly biết hắn chết trận thì đã lấy thi thể của hắn cùng với thi thể của những tướng quân khác khâu lại với nhau, sau đó dùng một thanh gươm dài đâm xuyên cơ thể của hắn rồi lại khâu đầu của tướng quân hắn vào trong cơ thể. Cuối cùng hồ ly đặt phù chú lên người thi thể khiến hắn trở thành ác linh mạnh nhất của Nhật Bản, nhốt hắn ở trong quan tài mãi mãi, mục đích là để vận mệnh của Triều Tiên dần dần lụi bại. Mà cọc sắt ông Kim đang tìm kiếm kia lại chính là thanh kiếm được nhét trong người Ác Linh. Còn ông nội của gia chủ bị mai táng ở đây chỉ là một thủ đoạn che mắt của hồ ly mà thôi. Yong Geun đào hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy cọc sắt đâu, vậy nên đã đi ra ngoài xem Hoa Sim có gặp nguy hiểm gì không. Ông Kim vẫn chưa biết gì, vẫn đang kiên trì đào tìm cọc sắt. Cũng vào lúc này, bởi vì đã quá giờ nên Hoa Sim đã bị Ác Linh phát giác. Khi Hoa Sim cho rằng mình sẽ bỏ mạng ở nơi này thì bà của cô đột nhiên xuất hiện ở đằng sau. Hoa Sim thấy vậy thì lập tức rời khỏi đây. Khi hai con ma đang chiến đấu với nhau, Ác Linh hình như cảm nhận được có người đang ở trong mộ. Hắn lập tức gào lên đầy giận dữ rồi biến thành một quả cầu lửa bay lên trời. Yong Geun và Hoa Sim đều cảm thấy sợ hãi, lập tức chạy về phía ngôi mộ, còn ông Kim lúc này vẫn đang đào không ngừng. Khi ông nhìn thấy quả cầu lửa trên trời thì nhất thời bị dọa đứng yên tại chỗ. Dù Yong Geun có hét lớn như nào ông cũng không hề có động tác gì cả. Đã ai thấy một quan tài dựng đứng chưa? Là lửa, ngọn lửa đó đâm thẳng vào đất. Ra đây, muốn trở thành thuộc hạ của ta không? Không thì, có muốn dâng gan của ngươi cho ta không? Kinh văn được viết trên người ngươi ta thuộc hết rồi, trải qua 500 năm, sắt được cắm trong đất, bảo vệ ngọn lửa nơi này. Chẳng đợi ông Kim kịp phân tích, Ác Linh đã lập tức đâm ngón tay vào bụng của ông rồi rút ra. Hoa Sim thấy vậy thì quyết đoán đổ đầy máu ngựa đã chuẩn bị sẵn vào người Ác Linh. Ác Linh dính máu ngựa, chẳng mấy chốc đã bốc khói rồi lập tức bỏ chạy về phía sau. Nhưng Hoa Sim không biết rằng máu ngựa mặc dù có thể khiến Ác Linh bị thương nhưng không thể giết được nó. Vậy nên khi hai người họ đang kiểm tra thương thế của ông Kim thì Ác Linh ở đằng sau đã xông đến. Nó nhấc bọn họ lên dễ như nhấc một con gà. Nhìn thấy ba người sắp chết ở đây, Hoa Sim chỉ nói một câu, cọc sắt ở trong người Ác Linh. Đặt hy vọng cuối cùng lên người ông Kim. Ông Kim nghe vậy cũng lập tức tỉnh ngộ. Nếu như Ác Linh đã bị hồ ly làm thành cọc sắt vậy thì ngũ hành của hắn sẽ là kim. Nhớ ra là một khắc kim, ông Kim đã nhặt gậy gỗ dưới đất lên đâm vào chân Ác Linh. Thành rồi, Yong Geun thấy chiêu này có tác dụng thì nhặt một cái cuốc khác đâm liên tục vào người Ác Linh.
Thế nhưng lát sau lại phải ngơ ngác, lúc này ông Kim không còn sợ hãi nữa, nghĩ đến việc ác linh ban nãy đã biến thành quả cầu lửa thì càng chứng minh hắn là hỏa, mà hỏa thì phải dùng khúc gỗ có chứa nước mới khắc chế được. Ông Kim bôi máu ngựa trên người lên cây gậy gỗ rồi chém thẳng vào lưng ác linh, trong chốc lát khiến ác linh đau đến tan nát. Thấy hiệu quả như vậy, ông Kim lại bổ thêm một nhát nữa, nhân lúc ác linh còn đang đau đớn, ông lại dùng hết toàn lực bổ một nhát chí mạng cuối cùng khiến cho ác linh bị chém thành hai mảnh. Hành động dũng cảm và khôn ngoan của ông Kim đã khiến cho Hoa Sim và Yong Geun bái phục. Ông già này khi liều mạng vậy mà lại có thể mạnh đến như vậy. Sau chuyện này, ông Kim nhờ cấp cứu nên giữ được mạng, rồi trở thành bạn bệnh với Bong Jiu ở phòng bên. Mà án mạng xảy ra mấy ngày nay cũng bị cảnh sát cho là do gấu hoang trong rừng gây ra, vậy nên dưới sự rầm rộ của các phương tiện truyền thông, con gấu hoang này đã phải đổ vỏ. Mà chuyện con gấu liệu có bị cảnh sát tử hình đã lên top tìm kiếm, trở thành chủ đề bàn luận của tất cả mọi người. Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.